Tâm Ý hả? Cô đi tới ngày mai cũng mới về. Con ở nhà giúp cô lo cho mấy đứa nhỏ nha. Dạ con biết rồi cô. Làm gì? Ở nhà phải ngoan nghe chưa? Dạ. Thôi ông đi nha. Dạ. Chú đi nha. Ba đi nha con gái. Bye bà. Bye con. Dạ con chào mọi người. Con chào mọi người. Mọi người đi cẩn thận nha. Cẩn thận nha con. Cô đi có một ngày mà đem nguyên cái vali này giống như đi dọn nhà vậy cô. Đừng quan tâm đến vali của cô. Con sẽ đẹp trai hơn gấp đôi đó. Ủa? Bà đem theo có nhiêu đây thôi hả? Ừ. Chờ tôi có lâu không? Tôi chỉ mới đến tôi đó. Vậy hả? Hai người mặc áo giống nhau hả? Đây là áo tình nhân đó. Ngọt quá. Ngọt. Ngọt thiệt á. Cô ăn. Ăn thử miếng đi cô. À, thôi được rồi, cảm ơn cô. Em đó. Không ăn đâu. Sao vậy? Anh cũng muốn ăn mà. Em ăn đi. Dừa có nhiều quá. Anh cũng muốn ăn nữa hả? Ừ. Anh muốn ăn á. Ăn đi mà. Ăn đi. Ngon lắm đó. Ngọt nữa. Một lát nữa ăn cũng được mà. Ôi, anh muốn ăn liền bây giờ à? Bộ anh nhất quyết là phải ăn liền ngay bây giờ hả? Ừ, anh nhất quyết phải ăn liền bây giờ. Vậy thì há miệng ra. Các con ơi, giờ sao không ăn được? Nó chiều chồng cái kiểu đó thì không xong. Tắt ra cho anh đi. Ôi, đây đẹp thiệt á. Nè, anh, hay mình chụm tấm đi. Bà muốn chụp hình hả? Ừ. Sẵn sàng phục vụ. Ba, để con chụp ba với mẹ cho. Khỏi. Vô đây chụp luôn đi con. Em nghĩ là không cần đâu cô. Hai người cứ tự nhiên chụp hình là được rồi. Em, cười đi nên chụp chứ. Cái gì vậy? Đừng có chụp em. Chụp thôi, anh tự chụp. Ồ. Ông này kỳ thiệt đó. Ồ. Ta nhìn kìa. Thì ngon bắt cái ông kỳ kỳ này đi. Ông này. Ô, bắt đi. Bắt đi. Ông này. Dễ thương. Nè. Tôi đi bộ nè. Đứng lại. Tôi dẫn cho coi. Nhí nhảnh như con cá cảnh, dễ thương gì đâu. Dễ thương rồi nào. Anh thấy dễ thương mà. Em không thấy dễ thương. Lớn tuổi rồi. Ở đây lại là khu du lịch nữa. Trời ơi, để con nít nó nhìn vô nó cười vô mặt cho đó. Em suốt ngày nghĩ cái gì đâu không. Đi chơi phải vui vẻ chứ. Anh đập chân em hả? Xin lỗi. Anh xin lỗi nha. Anh cố tình hả? Anh đâu có cố tình đâu. Anh đã xin lỗi rồi mà. Cái mặt anh là cố tình đúng không? Đã nói là không có cố tình mà. Em quá đáng nha. Sao đạp chân anh? Ừ đó rồi sao? Em muốn kiếm chuyện đúng không? Ừ đó rồi sao? Thôi. Đứng lên. Cô Liễu à, em với cô phòng này. Cảm ơn ông nhiều nha. Lát gặp nha. Siêu nữ vào phòng, tôi gọi ông liền. Nhớ nha. Sao tôi cứ phải coi phim tình cảm hoài vậy nè trời. Cái con nữa này. Mở cửa lẹ lên. Bà ơi, hình như người ta đưa lộn thẻ phòng mình cái gì á, con cà hoài nó không có vô nè. Lẹ lên. Cái cửa bỏ cũng không xong nữa. Ba càng làm vậy càng lâu thêm thôi chứ có được cái gì đâu. Mở. Cô à. Cô tắm hơi lâu. Hay là cô nhường cho em tắm trước nha cô. Ừ, cô tắm trước đi. Ủa, có chuyện gì vậy ba? Con ra ngoài chút được không? Ba muốn nói chuyện riêng với cô Liễu. Ba, con đang tính đi tắm mà. Thì con qua phòng ba tắm đi. Bà xin 30 phút thôi. 30 phút. Thiệt tình. Ba làm gì bển mà kia em qua đây vậy? Ai mà biết đâu. Hình như hai người đó có chuyện gì để nói thì phải. Trời đất ơi. Hai người đó cả ngày trời gặp nhau nói quá trời nói luôn, giờ nói chuyện gì nữa vậy? Em làm gì vậy? Của người ta sao tự nhiên em giật vậy? Anh làm gì vậy? Uống một miếng rồi trả lại, làm thấy ghê. Này, em uống vô tủ lạnh em lấy em uống. Cái này của người ta đang uống tự nhiên giật, không có phép lịch sự gì hết. Nè, anh nói cái gì mà phép lịch sự? Em thấy là lúc này anh luôn muốn khiêu chiến với em đó nha. Ai muốn khiêu chiến? Do em hết á. Không, không. Bây giờ sao? Muốn không? Muốn không? Lấy lại không? Lấy lại đi. Nè, lấy lại đi. Uống đi rồi lấy cái chân ra cho người ta đi. Cắn á. Điểm sạt lở nặng nhất tại km 296 địa phận xã Bắc Hợp, huyện Nguyên Bình, khoảng 7.000 mét khối đất đá. Không biết bà làm cái gì bên đó nữa. Khiến giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ. Hơn 30 phút rồi mà còn chưa về nữa. Từ huyện Hòa An đi huyện Thông Nông cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Ngành giao thông tỉnh đã khẩn trương huy động người để giải. Anh đi qua nói với bà là hết giờ thăm nuôi rồi đi. Bây giờ em muốn đi tắm, em buồn ngủ lắm rồi. Nhưng mà ba là người lớn phải con nít đâu, tiện kêu qua bển kêu ba về. Em buồn ngủ, em muốn đi tắm. Để cho hai người đó tâm sự chút xíu đi. Hai người đó có tuổi rồi, không có tâm sự được lâu đâu mà lo. Con ngủ gục rồi nè. Nói thiệt à, con không kêu thì ba cũng không tin về đây. Rồi thôi, Liễu ngủ ngon nha. Ông cũng ngủ ngon nha. Dạ nha. Bye bye. Hai người làm cái gì mà lâu dữ vậy? Nhưng mà tháng thử thôi mà. Em làm gì mà thở dài vậy? Sao mà kỳ lạ quá vậy ta? Kỳ lạ gì? Xin chúc mừng anh chị. Chị nhà đang mang thai tuần thứ 3 đó. Hả? Quen biết nhau lâu rồi á, tôi mới giới thiệu ông nghe không Ngọc? Cái vụ này á, ông chỉ cần lên sàn thôi là ông lợi gấp 5 lần đó. Thiệt không? Thiệt. Tôi tiếc lắm luôn á. Tôi mà có nhiều tiền á, tôi chơi rồi. Vậy để tôi thử coi làm sao. Khoảng 50 triệu thì... anh à, ăn đi. Hả? Ăn đi, đồ ăn trên bàn hả, nguội hết trơn rồi nè. Ăn đi, đừng nói nữa. Ăn đi. Em làm vậy để anh đang suy nghĩ mà. Dắt bà chị ở đây á, không biết cái vụ làm ăn này hay sao á. Cơ hội lớn lắm. Vậy á hả? Nhưng mà nếu cơ hội có lớn cỡ nào đi nữa, vợ chồng tôi cũng không tham gia đâu. Em nói gì vậy? Anh đang suy nghĩ mà. Em kêu là đừng có nói nữa. Lo ăn đi. Bộ anh tính rút hết tiền tiết kiệm ở nhà lo đầu tư hả? Thì tiền tiết kiệm mình để dành và mình rút ra có sao đâu. Ăn đi anh chị, ăn đi. Làm gì vậy? Bộ anh tính dậy vậy là khiến cho em cảm thấy là áy náy hả? Còn lâu nha. Ê, có biết em làm vậy là làm anh mất mặt với bạn bè anh không? Mau xin lỗi anh đi. Mong nói gì phải xin lỗi anh chứ. Em nói vậy không có thấy gì gọi là mất mặt anh hết á. Thế nào nha, bạn bè anh cũng sẽ nói anh là một thằng chồng nhu nhược. Vợ không cho phép thì không bao giờ dám cãi lại. Biết anh không nhu nhược là được rồi. Anh không nhớ vụ cô Thùy Dung gì đó hả? Đầu tư vô khoáng sản kim cương gì đó, rốt cuộc là thua lỗ bao nhiêu tiền? Xích vô trong cho em nằm. Xích qua bên kia cho tôi nằm. À, bên này ngon mời. Bây giờ không xích đúng không? Xích qua bên kia cho tôi nằm. Trời ơi, bữa nay dám guốc gâu hồng hả? Ăn ngang cọp hả? Đánh tôi nè. Bữa nay còn dám đánh tôi nữa hả? Anh sao cái thế hả? Cái gì vậy? Ê! Ba! Cái gì vậy qua? Không có gì hết ba. Hai đứa làm cái gì? Nói! Dạ, không có gì đâu ba. Có gì không ba? Ngày mai hai đứa đi thăm mộ hả không? Mấy bữa rồi á, ba thấy trời nó mưa nhiều á, đường nó vô trỏng á, toàn là bùn thình không à. Mình nhắm đi được không? Bởi vậy, để bữa khác đi đi cho rồi. Có sao đâu, đã sắp xếp rồi phải đi thôi. Trời ơi trời, lớn già đầu mình như con nít vậy. Mày có thôi đi không? Xin lỗi bà. Xin lỗi bà. Thấy chưa? Thấy rồi. Ừ vô đi. Dạ, ông nhờ con dao gì ạ? Con dao liền cho ông cái này ha, có gì ông cho tiền ăn bánh. Dạ, nhưng mà địa chỉ. Đó, đây địa chỉ anh mày. Dạ. Ba ơi, vợ chồng con đi nha. Anh kiếm chuyện với em đúng không? Ai kiếm chuyện? Em là người kiếm chuyện với anh đó. Anh hay quá ha. Bữa nay anh dám kiếm chuyện với em nữa hả? Ngon quá ha. Anh có uống rượu thuốc không? Bữa nay còn bày đặt. Bây giờ thách thức tôi chứ gì? Úi da! Dám đập chân rồi hả? Rồi sao? Bà thấy cô ấy kiếm chuyện với con không? Rồi sao? Rồi sao? Có gì? Trời! Úi da! Bà thấy chưa? Đứng lại! Ôi! Mấy cái đứa này nó bị sao vậy ta? Em làm gì em chạy nhanh quá vậy? Chạy từ từ thôi. Còn chạy không được xuống đi để anh chạy cho. Em chạy vậy thì sao? Hồi xưa tới bây giờ em chạy là như vậy mà. Còn nếu như thấy khó chịu quá, đi xuống dưới đi, kiếm xe khác mà đi. Tại em á, em chạy nhanh quá chi rồi thắng gấp rồi để khu nước văng tùm lum nè. Anh không thấy cái xe phía trước hả? Em phải né chứ. Anh cố tình kiếm chuyện với em đúng không? Nếu em không chạy nhanh, em chạy chậm thì em đâu cần phải thắng gấp như vậy đâu. Em cố tình thì có, em cố tình để anh đập đầu vô ghế nè. Được rồi, anh hay lắm. Bữa nay anh dám kiếm chuyện với em chứ gì. Hãy đợi đi. Ủa, ở đâu ta? Anh hay thiệt ha. Mộ của ba mình mà không nhớ chỗ nữa. Đúng là đồ vô tâm mà. Em không thấy hả? Ở đây cây nào cũng giống như cây nào, sao nhớ nổi. Em cũng tới mộ ba mấy lần rồi đó. Em nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Ở đâu? Hình như là đằng trước kìa. Hình như? Sao không chắc chắn mà gọi là hình như? Không biết ai với là đồ vô tâm mà. Cái gì? Đà lặp lại coi anh mới nói cái gì đó. Đồ vô tâm. Vô tâm nè. Em giỡn kiểu gì kỳ vậy? Trả thù lại cái chuyện hồi nãy anh dám tạt nước trên người em. Anh làm cái gì vậy hả? Anh chơi cái trò gì vậy? Chứ tại sao em soi xuống đây được? Anh còn dám nữa. Tôi nói cho anh biết nha, anh mà còn làm một lần nữa là anh biết tay tôi nghe chưa? Cái gì? Tưởng chừng mắt la vậy là tôi sợ rồi hả? Còn phía tôi không nhìn nữa. Bên nào nè, anh vừa phải thôi nha. Anh tính chọi chết vợ anh hả? Em cũng đâu có dựa. Chết nè. Ê, Bên Lộc đặt coi chừng tôi. Thám qua nè, thám qua nè. Ôi da, sao chọi mạnh quá vậy? Cùi nè, cùi lông, cùi. Anh dám giỡn gì nữa hả? Anh dám giỡn nữa không? Cùi nè. Ôi da, ôi da. Em dám giật anh hả? Không. Ôi da. Ây da. Anh chết em rồi. Đừng tưởng mình có nổi muốn làm gì làm hả? Chết tiệt! Ôi da! Ba Vinh kìa. Dễ thương quá hả? Y chang như vợ chồng son vậy không? Em có đâu có vừa. Em đang giống một bự như cái tổ mối kìa. Em muốn giết chồng đi hả? Anh coi chừng em nha. Thôi nha. Em chơi thiệt hả? Không có bà chọi là chết thiệt á. Em quyết tâm ngày hôm nay anh phải chết với em. Để từ từ. Từ từ. Cái gì? Anh chặt chân rồi, không chơi nữa đâu. Đau á. Đau hả? Còn mày đặt chơi hả? Khổ nhục cái với em hả? Anh đừng có hòng. Hồi đó anh chọi sung lắm mà. Đau thiệt á. Trời ơi, nó cũng mới chết đó. Đau thiệt hả? Đâu, đau. Hạnh phúc quá ha. Ui da. Anh chết với em. Ui da, sao đau vậy? Máu nè. Ai, em đi chơi con máu anh thiệt hả? Cuộc đời nhìn xa là hài kịch, nhìn gần thì là bi kịch.